tỉnh hỗ trợ 5 hectare trồng dưa nuôi tằm theo phương pháp nuôi tằm con tập trung và nuôi tằm lớn dưới đất là một mô hình nuôi theo phương pháp mới, lần đầu tiên được đưa vào thử nghiệm tại xã Tỉnh Cương, huyện Cẩm Khê. Mô hình đang từng bước khôi phục lại làng nghề trồng dưa nuôi tằm truyền thống nơi đây. Trồng dưa nuôi tằm là một trong những nghề truyền thống có từ lâu đời ở xã Tỉnh Cương, huyện Cẩm Khê. Song trong những năm qua, do biến động thị trường, đầu ra của sản phẩm khó khăn đã khiến cho nhiều hộ nông dân không mặn mà với nghề. Năm 2010, dự án thương mại xanh của tỉnh hỗ trợ 5 hectare trồng dưa nuôi tằm theo phương thức mới, không dùng phương pháp nuôi trên giá kệ mà rải lá sâu trên sàn nhà và nuôi tằm trên mặt đất. Cách thức nuôi mới này, mỗi khi cho ăn chỉ cần rắc lá sâu xuống sàn, tiết kiệm được nhân công và thời gian. Đồng thời, hạn chế việc tiếp xúc giữa tay người với thân tằm, không gây xây xước và hạn chế được mầm bệnh. Tôi được xã cử đi tập huấn về trồng dưa nuôi tằm. Tôi về tôi áp dụng theo cái mô hình mới bây giờ thì giảm rất là nhiều nhân công. Như ngày xưa ấy, thì nuôi nong nuôi đũi thì còn phải bê lên bê xuống, tốn rất là nhiều nhân công. Với giá kén bình quân là 90.000 đồng một kg, người trồng dưa nuôi tằm có thu nhập trên 12 triệu đồng một năm, cao hơn từ 3 đến 4 lần so với trồng lúa. Hiện nay, toàn xã Tỉnh Cương có 20 hộ đang nuôi theo phương pháp mới, bước đầu người dân rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ, tâm huyết muốn khôi phục lại nghề truyền thống. Nhưng khó khăn nhất hiện nay là người dân chưa có vốn đầu tư xây dựng nhà nuôi riêng, quy mô nuôi hẹp, thị trường đầu ra sản phẩm không ổn định. Huyện Cẩm Khê tiếp tục chỉ đạo mở rộng cái mô hình nuôi dưa tằm này ra đối với Tỉnh Cương và có thể nhân rộng ra diện tích một số xã, đặc biệt là một số xã ven bờ sông Hồng. Đấy, chúng tôi đang muốn tìm có cái dây chuyền để làm sao có được cái ươm tư để cho người dân chủ động trong cái việc nuôi tằm và chủ động trong việc ươm tư. Sự trở lại của nghề trồng dưa nuôi tằm ở Tỉnh Cương là điều đáng mừng. Đây không chỉ là việc làm nhằm phục hồi lại một làng nghề truyền thống mà còn là bước phát triển kinh tế phù hợp ở địa phương. Do đó, rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ để đầu tư nhà nuôi, tìm thị trường ổn định.